À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. À, ngày hôm nay thì bên em sẽ lên được các bác về toàn bộ cái dòng dây loa Fulltech Lalo Pelut nha. À, thực ra cái dòng này nó chỉ có dây loa và dây nguồn thôi. Đấy, và em có về là CA thì nó là dòng đời thấp hơn một chút. Đấy, nó cũng dòng Lilin. Đấy, thì bây giờ em sẽ quay chi tiết từng sản phẩm để cho tất cả các bác cùng tham khảo và lựa chọn nha. Đấy, thì trước tiên thì em về được cái cặp RCA Fulltech như này. Đây. Đấy. Cặp này thì hàng lướt nó không còn hộp đâu. Đây các bác nha. Đó, các bác nhìn đây. À, đây chính là một cặp RCA Fulltech. Đây, các bác nhìn thấy chưa? Nó là dòng đây. Đấy, Lilin Pelut này, các bác nhìn chưa? Đó, các bác nhìn nào. Đấy, Fulltech đầu rắc nguyên bản của nó này, rất là đẹp nha. Đấy, dây này thì bên em về hàng lướt thì nó không còn hộp. Và cái giá thành của nó thì cũng khá là tốt cho tất cả các bác nha. Đấy. Nếu mà các bác mua cặp này thì bây giờ giá nó cũng về tầm trên 20 đó, trên 20 triệu một xíu đó. Đây, đấy, đầu rắc của nó đây. À, tất cả chọn bộ này đều sử dụng là những bộ đầu rắc Fulltech nguyên bản như này nha. À, dây thì em về cực kỳ là đẹp như này nha. Đấy, dài 1,5 m thì cặp này thì bên em đang bán với mức giá rất là tốt thôi. Đấy, giá một cặp như này thì nó chỉ có 13 triệu thôi nha. 13 triệu một cặp dây tín hiệu Fulltech Lilin Pelut này, các bác nhìn này, cực kỳ đẳng cấp. Đó. Đó. Mình là rất là đẹp nha. À, dài 1,5 m nha các bác. Riêng những cái dòng Fulltech này nó là tiếng bát và tiếng trầm, tiếng bát và giải chung của nó rất là chi tiết và tiếng của nó rất là gọn gàng và cái độ tách bạch của nó cực kỳ là cao. Đấy, dây thì rất là mềm dẻo và cực kỳ là đẹp này, có nhìn này, rất là đẹp nha. Đó. Fulltech Lilin. À có nhìn này. Đó. Đầu rắc của nó đây. Đấy, còn khá đẹp nha các bác. Đó, dài 1,5 m. Thì cặp này thì em đang bán bằng mức giá thì cũng rất là ưu đãi thôi. Đấy, 13 triệu cho một cặp đây này. Bác nào mua thì có thể alo cho em nha. Với riêng những cái dòng Fulltech thì nó là một trong thương hiệu cực kỳ nổi tiếng đến từ Nhật rồi. Đó. Và những cái dòng dây loa của nó thì nó cực kỳ là mắc tiền. À, ví dụ như cái dòng dây loa của nó đây. Đấy. Hôm nay chủ yếu là em sẽ quay cho các bác về chi tiết về cặp dây loa này. Thì cặp này hôm bữa em về em bán rồi. Thì đây nó chính là một trong những dòng dây loa Fulltech Lalo Pelut nha. Đó, cặp này thì dài mỗi vế 2,5 m và được sử dụng là những bộ đầu rắc bắp chuối và đầu rắc càng cua. Đó, hàng nguyên bản cục lọc nhiễu của nó đây, các bạn nhìn này. Đó, đây chính là cục lọc nhiễu của nó này. Rất là đẹp nha, dây này thì nó không có vết chảy xước nào như đợt trước đâu. Đó, đây em được quay chi tiết cho các bác xem này. Đây là những bộ đầu rắc bắp chuối của nó nha. Đấy, các bác nhìn kìa. Đấy, cực kìa đẹp. Đây, còn bên này thì nó là càng cua này. À, đó. Đầu càng cua của nó này, à, các bác này, à, tháo xuống được nha các bác nhìn nha. À, đầu càng cua của nó này, đó, cực kỳ là chất lượng. Dây này thì mỗi vế dài 2,5 m nha. Đấy, các bác nhìn, à, đầu càng cua của nó này, các bác nhìn nha, nó không có một cái vết chảy xước nào nha. Này, à, đẹp không tì vết luôn, quá xuất sắc luôn. Đấy, à, lõi dây của thằng này thì dây nó rất là mềm dẻo, lõi và lõi là 5.0 ly nha, đây các bác nhìn nha. Đó, đầu càng cua của nó này. Đấy, gần như là tuyệt vời luôn. Đấy, cặp này thì giá rất là tốt nha. Đấy, cặp này đi bây giờ các bác mua. Đây các bác nhìn này. Đấy, những cái cục đây, cái chỗ này là cục chia đầu dây của nó này. Đấy, các bác nhìn nha. Cực kỳ là đẹp nha, rất là đẹp luôn. À, các bác nhìn thấy chưa? Đó, đẹp xuất sắc. Lọc nhiễu của nó đây. Đấy, đây chính là hai cục lọc nhiễu Lalo của nó nha. Các bác nhìn chưa? Thân dây của nó này. Đấy, đẹp không có vết tỉ xước nào luôn. Đấy, cặp dây loa này như bây giờ các bác mà đang mua, nếu mà hàng mới của nó thì nó dao động tầm 6-70 triệu một cặp này cơ nha. Đấy, cặp này thì bên em về hàng siêu lướt như này đây. Đấy, thì cái mỗi vế của nó dài 2,5 m nha. Đầu rắc bắp chuối của nó nha, nó là dạng này là các bác nhìn, nó bắp chuối này. Đó, các bác nhìn là. Đấy, và giá của cái này của nó nha, giá của cái thằng dây loa Fulltech như là Lalo Pelut như này thì giá của nó bên em đang bán nó bằng mức giá rất là ưu đãi, là 36 triệu cho một cặp dây loa thôi nha. Em xin lỗi, 33 triệu tại vì đợt trước về thì giá nó cao hơn. So với cái đợt này em về thì giá thành nó đã tốt hơn khá là nhiều rồi. Đấy, bác nào mua đợt trước thì các bác biết rồi đó. À, các nhìn nha, cực kỳ là đẹp nha. Mỗi vế là 2,5 m này. Riêng những cái dòng Fulltech như này, bác nào mà đang muốn cải thiện tốt cái giải bát này, à, bát tiếng bát của nó sâu một chút. À,
tiếng bát mà nó bác bảo muốn tiếng bát nó sâu một chút này. Đấy, giải trung giải trầm của nó chi tiết này, tiếng của nó ra làm sao mà nó tách bạch. Đấy, thì các bác để chơi cái thằng dây loa Furutech là Lopelus như này nha. Đấy, cặp này thì hiện tại là bên em về thì nó không có quá là nhiều đâu. Đấy, nó không quá là nhiều hàng đâu các bác. Nên là bác nào quan tâm đến những cái sản phẩm này thì cứ alo cho em nha. Đó. 33 triệu một cặp dây loa Furutech là Lopelus, các bác nhìn này, quá đẹp luôn. Đấy, từ cái đầu chia dây này cho đến cục lọc nhiễu của nó này. Đó, các nhìn nhá, nó không có vết chảy xước nào luôn. Đó. Đó, qua đến bên cạnh thì em sẽ lên các bác về sợi dây nguồn. Yeah. Em để gọn dây loa qua nha. Thì riêng về cái dòng này thì cái dây nguồn của nó thì đây. Đấy. Một sợi dây nguồn như này thì có chiều dài là 1,5 m nha, hàng nguyên bản này, đây, thân dây của nó đây. Đấy, tất cả đều là những dòng Lopelus nha. Đầu rắc của nó này. Đấy, đây là cục chia chia cục chống nhiễu của nó này, đầu rắc của nó này. Đây, em sẽ quay các bác chân rắc này. Đây, cái chân rắc của nó này. Đấy, quá đẹp này. Các bác nhìn nha. Đó, thì nó cũng có qua những cái vết chảy xước nhẹ thôi, nó không ảnh hưởng gì đâu. Đó, đầu rắc của nó là Furutech này, các bác nhìn nha, LCF. Các bác nhìn nào. Đấy, đây là đầu cái của nó này. Đây, đầu đực của đầu cái em quay các bác xem này. Đó, các bác nhìn nha. Cực kỳ là đẹp nha. Này. Đó, sợi dây nguồn này thì bác nào quan tâm thì gọi alo cho em nhá. Đấy. Giá thì sợi này thì đợt này em về giá nó chỉ có 24 triệu thôi, 24 triệu sợi dây nguồn này thôi. Đấy, thì hôm nay thì em về được mấy cái dòng sản phẩm như này thì bác nào đang có nhu cầu. Đấy, thì bác thì alo cho em. Về riêng những cái dòng Furutech như này thì hiện tại thì bên em thì cũng thi thoảng cũng mới về được. Đấy, bởi vì nó đều là những hàng đấu giá Nhật về thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn so với lại những cái hàng của châu Âu. Đó. Rồi, thì ngày hôm nay thì em về được mấy cái dòng sản phẩm của Furutech Lopelus như này, thì bác nào đang có nhu cầu bác có thể alo cho em Huy Cường Audio qua số điện thoại 0775 264 858, bên em sẽ gửi hàng cho tất cả các bác nha. Rồi, thì sau cùng em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video kế tiếp. Các bác nhớ đăng ký kênh để được theo dõi những video clip thường xuyên hơn bên em Huy Cường Audio nhé.